Hôm nay chúng ta dùng định luật 2 Newton áp dụng vào giải bài tập với hệ thống gồm có ròng rọc và hai mặt nghiêng. Mặt nghiêng thứ nhất 30 độ được đặt trên nó một vật có khối lượng là M1. Vật M1 nối với một sợi dây không co giãn, không đàn hồi, chịu lực, khối lượng sợi dây không đáng kể, bắc qua ròng rọc nối với vật thứ hai có khối lượng M2. Và người ta cho mình không có sự ma sát giữa hai vật và mặt nghiêng. Đúng ra trên thực tế lúc nào cũng có ma sát, nhưng ở đây vì do bôi trơn cẩn thận nên giữa hai vật và mặt nghiêng lực ma sát rất là nhỏ, không đáng kể nên người ta coi như không có ma sát. Và kế đến, khi mà mình buông tay ra, hai vật chuyển động và ta thấy hai vật chuyển động đều. Người ta hỏi mình tìm tỷ lệ khối lượng của hai vật. Trước khi giải bài tập này, ta cần phải phân tích tất cả các lực tác động lên hai vật và sợi dây. Ta biết rằng vector trọng lượng luôn luôn hướng xuống và vuông góc với mặt đất. Như vậy, đối với vật M1, ta vẽ vector trọng lượng hướng xuống và vuông góc với mặt đất, đặt là W1. Trọng lượng bằng khối lượng nhân gia tốc trọng trường. Ở đây khối lượng là M1, như vậy nó bằng M1 nhân với G là gia tốc trọng trường. Vì vật M1 tựa trên mặt nghiêng 30 độ nên nó có phản lực, và vector phản lực luôn luôn vuông góc với mặt nghiêng mà nó đứng lên hay là tựa lên. Như vậy ta vẽ vector phản lực vuông góc với mặt nghiêng 30 độ và đặt là N1. Để cộng hai vector N1 và W1, ta cần phải chọn chiều cho vật M1. Và chiều ta chọn là chiều song song với mặt nghiêng 30 độ và vuông góc với mặt nghiêng 30 độ. Để dễ hình dung, khi mình phân tích vector W1 thành hai vector, như vậy tôi vẽ cái hình chữ nhật ra cho các bạn xem. Đây là hình chữ nhật có một cạnh song song với mặt nghiêng 30 độ và một cạnh vuông góc với mặt nghiêng 30 độ. Như vậy, ta cần phân tích vector W1 thành hai vector. Và vector thứ nhất vuông góc với mặt nghiêng. Vector thứ hai màu tím song song với mặt nghiêng. Để tìm độ lớn vector màu xanh dương đậm này, nó là cạnh góc vuông của tam giác vuông mà tôi dùng cái mouse đi xung quanh chu vi của nó. Ở đây, cái góc màu xanh lá cây bằng 30 độ. Vì vector màu xanh dương đậm của cái góc màu xanh lá cây vuông góc với cái cạnh thứ nhất của góc 30 độ. Và vector màu đỏ của góc màu xanh lá cây vuông góc với cạnh thứ hai của góc 30 độ. Như vậy, cái góc màu xanh lá cây và góc 30 độ nó bằng nhau theo từng cặp cạnh vuông góc với nhau. Kế đến, cái góc màu xanh lá cây ở phía dưới cũng là 30 độ vì nó so le với góc màu xanh lá cây ở phía trên. Để tìm độ lớn của cái vector màu xanh dương đậm này, ta dùng cos. Cos thì bằng kề chia huyền. Như vậy, cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân cho cos góc kề, mà cạnh huyền ở đây là M1J. Vậy nó bằng M1J nhân cho cos góc kề là cos của góc 30 độ. Cũng vậy, để tìm độ lớn của vector màu tím này, ta dùng sin. Sin bằng đối chia huyền. Như vậy, cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân cho sin góc đối. Cạnh huyền ở đây là M1J nhân cho sin góc đối là sin của góc 30 độ. Như vậy ta được M1J sin 30 độ. Cái vector màu tím nó kéo cái vật M1 xuống, nó làm cho sợi dây căng. Như vậy nó có lực căng dây, ta vẽ vector lực căng dây màu xanh lá cây đậm là T. Cũng vậy, đối với vật M2, cái vector trọng lượng luôn luôn hướng xuống và vuông góc với mặt đất, ta vẽ vector trọng lượng hướng xuống và vuông góc với mặt đất, đặt là W2. Trọng lượng bằng khối lượng nhân với gia tốc trọng trường, khối lượng ở đây là M2, như vậy nó bằng M2 nhân với G, G bằng 9.8. Vật M2 tựa trên mặt nghiêng 37 độ, như vậy nó có phản lực, và vector phản lực luôn luôn vuông góc với mặt nghiêng, vậy ta vẽ vector phản lực vuông góc với mặt nghiêng và đặt là N2.
Để cộng hai cái vector W2 và N2, ta cần chọn chiều cho chúng. Và cái chiều ta chọn là song song với mặt nghiêng 37 độ và chiều thứ hai là vuông góc với mặt nghiêng 37 độ. Vì cái vector N2 vuông góc với mặt nghiêng 37 độ nên ta không cần phải phân tích. Ta chỉ cần phân tích vector W2 và để dễ hình dung, tôi vẽ một cái hình chữ nhật. Một cạnh vuông góc với mặt nghiêng và một cạnh song song với mặt nghiêng. Và ta phân tích cái vector W2 thành hai vector. Vector thứ nhất là màu xanh dương lạc song song với mặt nghiêng và vector thứ hai màu xanh dương đậm vuông góc với mặt nghiêng. Để tìm độ lớn của cái vector màu xanh dương đậm, ta thấy cái góc màu tím đây bằng 37 độ. Vì cạnh thứ nhất màu xanh dương đậm của cái góc màu tím vuông góc với cạnh thứ nhất của góc 37 độ và cạnh thứ hai màu đỏ của cái góc màu tím vuông góc với cạnh thứ hai của cái góc 37 độ. Như vậy cái góc màu tím và góc 37 độ hai góc bằng nhau theo từng cặp cạnh vuông góc với nhau. Cũng vậy, cái góc màu tím ở phía dưới này cũng là 37 độ vì nó so le với cái góc màu tím ở trên. Để tìm độ lớn của vector màu xanh dương lạc, ta biết cái vector màu xanh dương lạc là cái cạnh góc vuông của cái tam giác vuông mà tôi dùng cái mao để di chuyển xung quanh cái chu vi của nó. Ta dùng sin. Sin bằng đối chia huyền. Như vậy, cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân cho sin góc đối. Cạnh huyền bằng M2G nhân cho sin góc đối, tức là sin của 37 độ. Cũng vậy, cái vector màu xanh dương đậm đây là cái cạnh góc vuông của cái tam giác vuông mà tôi đang di chuyển cái mao xung quanh chu vi của nó. Như vậy, ta dùng cos. Cos thì bằng kề chia huyền. Như vậy, cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân cho cos góc kề. Cạnh huyền bằng M2G nhân cho cos góc kề là cos của 37 độ. Cái vector màu xanh dương lạc nó kéo cái vật M2 xuống, nó làm cho cái sợi dây màu trắng nó căng. Vậy ta vẽ cái vector căng dây màu xanh lá cây và đặt là T. Tại sao ta biết bên này vector là T và bên này vector cũng là T? Vì trên cùng một sợi dây, lực căng dây của chúng luôn luôn bằng nhau về độ lớn, không tính về chiều. Ở đây cái chiều của nó xéo về bên tay trái và bên này cái chiều của vector xéo về bên tay phải, không cùng chiều nhưng độ lớn của nó bằng nhau là bằng T. Rồi, đến đây ta đã phân tích được tất cả các lực tác động lên hai vật và sợi dây. Kế đến, vì M1 và M2 chuyển động đều nên ta có nên vận tốc ban đầu bằng vận tốc lúc sau nên suy ra gia tốc của nó bằng 0. Tại sao ta biết gia tốc bằng 0? Đây là công thức của gia tốc. Gia tốc bằng vận tốc lúc sau trừ cho vận tốc lúc đầu chia cho thời gian. Bởi vì chúng chuyển động đều nên vận tốc lúc sau bằng vận tốc lúc đầu. Và để chạy từ dưới lên trên theo mặt nghiêng và từ trên xuống dưới theo mặt nghiêng, chúng cần một thời gian bằng nhau là T. Như vậy, ta có V2 bằng V1 trừ cho nhau ra được 0 và chia thời gian là T. 0 chia cho T bằng 0. Như vậy, gia tốc của nó bằng 0. Đây là phần giải thích cho các bạn thôi nha. Mình không có cần phải ghi trong bài tập. Và ông Newton nói gì? Ông Newton nói F bằng MA. Mà ở đây A bằng 0. Như vậy, F bằng 0. Vì M nhân cho 0 bằng 0. Ở đây, mình cũng giải thích cho các bạn. Vì M1 chuyển động đều nên ta có T bằng M1 g sin 30 độ. Vậy ta được T bằng M1 g sin 30 độ và đặt đây là phương trình 1. Cũng vậy, M2 chuyển động đều từ trên xuống dưới nên ta có T bằng M2 g sin 37 độ. Vậy ta được T bằng M2 g sin 37 độ và đặt đây là phương trình 2. Từ 1 và 2 ta được M1 g sin 30 độ bằng M2 g sin 37 độ. Và đơn giản hai vế cho g, chia hai vế cho sin 30 độ ta được M1 bằng sin 37 độ chia cho sin 30 độ nhân cho M2. Sau khi thế vào ta được M1 bằng 1.2 lần M2. Như vậy, muốn để cho cái vật M1
và M2 chuyển động đều trên mặt nghiêng 30 độ và 37 độ, ta cần khối lượng của M1 phải bằng 1.2 lần khối lượng của M2. Và đến đây, ta đã giải xong bài 49B dùng định luật 2 Newton áp dụng để giải hệ thống ròng rọc gồm có hai mặt nghiêng. Và hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp và cũng đừng quên chia sẻ với các bạn khác cùng lớp.